Chào các bạn, hôm nay Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu đến các bạn vị thuốc A-Dao. A-Dao chính là vị thuốc được bào chế từ da con lừa. Dược liệu này được biết đến với tác dụng chữa chứng ho ra máu, thổ huyết, co quắp cưng cơ và trị bệnh suy nhược thần kinh. Vậy, cách dùng A-Dao như thế nào thì mời bạn theo dõi video sau đây. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để nghe thêm về những vị thuốc mới nhé. A-Dao còn có tên gọi khác là Cáp Sao A-Dao, A Dao Nhân, Trần A Dao, Lưu Bì Dao, Keo Dai Lừa, Cao Da Lừa. A Dao có thể được bào chế bởi nhiều loài động vật khác nhau như da ngựa, da bò, da lạc đà, da lợn. Theo đó, Keo Da Lừa chính là loại mang lại hiệu quả tốt nhất, nên tên gọi A Dao thường được dùng để chỉ keo da của con lừa. Công dụng của A Dao mang lại có tác dụng tư âm bổ huyết, giúp cầm máu, điều trị chứng băng huyết, điều trị đại và tiểu tiện ra máu, chứng eo lưng đau nhức, chữa chảy máu cam, điều trị bệnh rối loạn tiền đình, giúp bổ phổi và điều trị ho do hư lao, điều trị chứng tâm phiền, hồi hộp, mất ngủ. Cách sử dụng A Dao và thuốc về A Dao như sau: trị chứng âm hư thiếu máu, gân tay co rút, A Dao 12g, bạch thược 12g, thạch huyết minh 12g, cau đàn 12g, sinh địa 16g, phục thần 12g, lòng đỏ trứng gà 1 cái, sinh mẫu lệ 16g, A Dao hấp cách thủy, lòng đỏ trứng gà cho vào đánh đều, sắc các vị thuốc khác lấy nước, đổ thuốc sắc vào hỗn hợp A Dao và trứng gà, đánh đều uống nóng. Chữa ho ra máu, lấy 4g hoàng hoa thái, 12g A Dao và 40g rọ nếp, đem cả ba vị trên tán thành dạng bột mịn, mỗi lần lấy 4g pha với nước nóng để nguội, ngày uống 3 lần. Chữa rối loạn giấc ngủ, suy nhược thần kinh, lo âu, huyết hư, lấy 2 lòng đỏ trứng gà, 20g A Dao và không trường, bạch thuộc, thượng thảo, mỗi vị 8g, đem hòa tan A Dao rồi sắc cùng với các vị còn lại. Chắc lấy nước, cho lòng đỏ trứng gà vào khuấy đều, chia ra uống 2 lần trong ngày. Để hiểu thêm về A Dao cũng như các vị thuốc khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình. Trên màn hình là sản phẩm A Dao. Nếu bạn quan tâm sản phẩm, có thể gọi ngay hotline trên màn hình để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, bổ ích, hãy like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video khác bổ ích hơn nhé.